Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 15 giờ ngày 25 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hơn 100 đại biểu là tham tán, đại sứ quán một số nước, đại diện các dự án tổ chức quốc tế, các hiệp hội đã tham quan trải nghiệm vườn quế giống và các hoạt động khai thác, chế tác vỏ quế tại huyện Bảo Yên. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ ngày hội và hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại ngành hàng quế tỉnh Lào Cai năm 2023. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ ngày hội và hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại ngành hàng quế tỉnh Lào Cai năm 2023. Các đại biểu đã được tham quan các rừng quế, trải nghiệm bóc bào vỏ quế tại Cinnamon Homestay xã Xuân Hòa, tìm hiểu thông tin về vùng nguyên liệu quế Bảo Yên và của tỉnh Lào Cai. Đoàn cũng đã tham quan, tìm hiểu công đoạn chế biến vỏ quế, tinh dầu quế và chè ô long tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Bắc, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Triều Dương và Công ty trách nhiệm hữu hạn chè Đại Hưng. Thông qua hoạt động, giúp các đại biểu nắm được tiềm năng, triển vọng phát triển cây quế của địa phương. Sáng nay ngày 25 tháng 8, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cho 60 cử nhân ngành giáo dục sư phạm mỹ thuật, sư phạm âm nhạc khóa 2021-2023. 60 cử nhân được đào tạo trong một chương trình liên kết giữa Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và Trường Đại học Hùng Vương nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên trong toàn tỉnh. Học viên hầu hết đều là giáo viên công tác trên địa bàn tỉnh, có kinh nghiệm nhất định trong công tác chuyên môn, tâm huyết với ngành nghề được đào tạo. Việc tổ chức các hệ đào tạo vừa học vừa làm ngay tại tỉnh giúp cho các giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng được với yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục, nhất là giáo dục vùng cao. Huyện Bắc Hà vừa tổ chức công bố và trao quyết định thành lập trường trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bắc Hà. Theo quyết định số 1290 ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Bắc Hà được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Trung học Cơ sở xã Lùng Phình. Năm học 2023-2024, trường có 14 lớp với 477 học sinh, toàn trường có 401 học sinh bán chú. Theo lộ trình, dự kiến đến năm học 2025-2026 sẽ tách và thành lập độc lập Trường Trung học Phổ thông số 3 Bắc Hà. Việc thành lập mới trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Hà nhằm giảm áp lực tuyển sinh đối với trường trung học phổ thông số 1 Bắc Hà, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh 4 xã khu vực thượng huyện là Lùng Phình, Tả Văn Chư, Tả Cụ Tỉ và Lùng Cải. Thưa quý vị và các bạn, Bảo Yên là địa phương có diện tích rừng trồng lớn của tỉnh. Để bà con yên tâm phát triển sản xuất lâm nghiệp, nâng cao thu nhập, trong nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, Bảo Yên đặc biệt quan tâm tới việc mở đường, tạo thuận lợi trong khâu khai thác và vận chuyển gỗ rừng trồng. Ghi nhận tại xã Minh Tân. Thôn Minh Hải và bản Bon 1 có diện tích trồng rừng lớn, chủ yếu là cây quế, mỡ. Tuy nhiên khi bà con thu bán gỗ lại phải chấp nhận giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Nguyên nhân chính là do khó khăn trong khâu vận chuyển, đường giao thông không thuận tiện. Mới đây, xã Minh Tân quyết định làm tuyến đường dài hơn 2 km vào khu rừng trồng 370 ha của người dân hai thôn này. Mở được cái đường này thì chúng em có lợi rất là nhiều, bởi vì chúng em toàn kinh tế ở trên đồi hết. Thì bọn em có con đường này, bọn em đi lại rất dễ dàng hơn. Thì từ trước nay thì con đường nó rất là khó đi. Bà con thì coi như là gọi là đi trên đồi còn nhiều hơn là đi chợ. Thì ngày nào cũng đi, vì tất cả thì coi như là nguồn thu nhập thì ở trên đồi đất. Thì làm con đường này thì coi như là bà con chắc là rất là phấn khởi. Để việc mở đường được thuận lợi, chi bộ hai thôn đã tổ chức họp dân, bàn bạc thống nhất lấy ý kiến của người dân, nêu gương đi đầu của cán bộ, đảng viên, thành lập các tổ, phân công từng đảng viên phụ trách nhóm hộ để tuyên truyền vận động. Nhờ vậy, bà con hiểu được lợi ích của việc mở đường, từ đó nhiệt tình hưởng ứng. Nhân dân hiến đất cũng rất là nhiều trong hộ, thì là một số hộ hiến hàng trăm mét, hàng nghìn mét đất với lại hàng nghìn cây cối hoa màu, đặc biệt là cây quế 4-5 tuổi thì là bà con cũng thực hiện rất là tốt trong thực hiện làm tuyến đường và đi lại thuận tiện cho bà con. Rất là sau phát triển kinh tế trong thôn bản chủ yếu là về cây lâm nghiệp. Để mở xong tuyến đường vào khu sản xuất này,
Tổng chi phí dự kiến hết hơn 2 tỷ đồng, trong đó nhà nước đầu tư 1,4 tỷ đồng, còn lại là nhân dân tham gia đóng góp bằng ngày công và hiến đất. Có đường, bà con nhân dân sẽ có thêm cơ hội để phát triển sản xuất. Những vạt rừng từ đó cũng được nâng cao giá trị, mang lại nguồn thu ổn định cho bà con nơi đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 4220 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2023-2024. Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra lưu động, hướng dẫn phân luồng giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, lưu lượng phương tiện lớn, các địa điểm du lịch, bến xe, nhà ga, khu vực cổng trường học, có phương án bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến an toàn giao thông. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, chỉ đạo các trường đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan chủ động phương án đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ và ngày khai giảng năm học mới. Tổng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương cho các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 là 873 tỷ đồng. Đến nay tỷ lệ giải ngân đạt gần 45% tổng vốn giao. Cụ thể, đối với chương trình dân tộc miền núi, giải ngân được trên 234 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch. Chương trình nông thôn mới đã giải ngân hơn 40 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch. Riêng nguồn vốn dành cho chương trình giảm nghèo bền vững, tỷ lệ giải ngân đạt 42%, tương ứng với trên 115 tỷ đồng. Hiện nay, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Cơ bản tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch giao. Mường Khương và Bảo Thắng là hai địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nội dung dự án thuộc trách nhiệm, thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn trong những tháng cuối năm. Tại nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh, nơi đang diễn ra giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023, để đảm bảo an ninh trật tự, các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần quan trọng cho thành công của giải thể thao quốc tế lớn nhất được tổ chức tại tỉnh. Khi các cổ động viên trong nhà thi đấu Đà Nẵng đang hò reo phấn khích trước những diễn biến kịch tính của trận đấu, thì các chiến sĩ công an có mặt tại đây lại đang phải tập trung cao độ ở mọi vị trí thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh. Gần 120 chiến sĩ công an được huy động tại mỗi trận đấu, canh giữ tại nhiều địa điểm khác nhau, đảm bảo cho các trận đấu diễn ra an toàn. Đối với cá nhân tôi thì cái quá trình tham gia cái công tác bảo vệ là một niềm vinh dự cũng như là một trách nhiệm. Qua đó thì chúng tôi thấy rằng cái nhiệm vụ của mình là phải đứng vị trí và xây dựng các cái phương án và cái xử lý các cái phương án tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho giải đấu diễn ra thành công. Cùng với lực lượng công an, lực lượng an ninh do các cán bộ trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh cùng đội vệ sĩ đảm nhận kiểm soát vé vào cửa, hướng dẫn khán giả các quy định khi vào xem thi đấu, chỉ dẫn ghế ngồi. Với lượng khán giả lên tới hàng nghìn người, việc đảm bảo an ninh gặp nhiều khó khăn. Trong vấn đề thực hiện công việc của chúng tôi thì đôi chút gặp khó khăn, có thể có nhiều khán giả là người ta cũng không ủng hộ về cái vấn đề là xếp hàng, có thể là đến sớm hơn là có chỗ đẹp thì khán giả vẫn ngồi. Nhưng mà trong cái đó thì cán bộ chúng tôi cũng đã hướng dẫn và chỉ cho khán giả đến đúng chỗ vị trí của mình. Phần A thì lúc đầu khán giả có vẻ là không hài lòng, nhưng sau cái hướng dẫn của anh em chúng tôi thì khán giả cũng rất là ủng hộ. Để mỗi trận đấu diễn ra suôn sẻ, các tổ giúp việc hậu cần với những phần việc khác nhau như lau sàn đấu, nhặt bóng, phụ trách đội múa bông. Ở mỗi vị trí, mỗi người đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Để chuẩn bị cho tiết mục huấn đấu viên vào trong đội cổ vũ, chúng em đã chuẩn bị tiết mục này trước trong thời gian 1 tháng. Đã có những rất nhiều khó khăn và vất vả trong cái công việc mà tập luyện tại sân, vì nó rất là nóng lực và rất là vất vả, nhưng các em rất là tốt và có một tinh thần gọi là tuyệt vời. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 đang đi đến chặng cuối. Phía sau các trận đấu sôi nổi hấp dẫn là sự cống hiến của rất nhiều người, có phần quan trọng làm nên thành công giải đấu.
Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Hỗ trợ tới 1 tỷ đồng cho một dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý ở miền núi. Đây là nội dung nằm trong thông tư số 55 vừa được Bộ Tài chính ban hành quy định về mức chi hỗ trợ cho các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các hoạt động hỗ trợ gồm chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công nghệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm. Đối với mục hỗ trợ này, mức hỗ trợ 100% chi phí nhưng không quá 126 triệu đồng trên 1 hecta. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á vừa tái thả thành công hai cá thể chim hồng hoàng về khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Cặp chim hồng hoàng chống mái trước khi thả về môi trường tự nhiên đã được các chuyên gia và bác sĩ thú y, chuyên gia động vật trong và ngoài nước tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện. Đồng thời, cá thể chim đực đã được gắn chip định vị. Chip định vị này sẽ theo dõi hành trình, phân bố, khả năng bay và sinh tồn trong tự nhiên của chim. Như vậy, sau một số nước trong khu vực như Thái Lan, Campuchia, Việt Nam lần đầu tiên tái thả chim hồng hoàng quý hiếm về môi trường tự nhiên. Trước tình trạng mua bán sử dụng bóng cười có chứa khí nitơ oxit N2O, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng, gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, Bộ Y tế đề nghị các địa phương giám sát quản lý chặt chẽ việc sản xuất kinh doanh nhập khẩu sử dụng N2O đúng theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng sử dụng sai mục đích đối với khí N2O. Đồng thời tăng cường công tác thông tin giáo dục, truyền thông đến người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về tác hại và hậu quả của việc lạm dụng sử dụng sai mục đích khí N2O. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định nguyên tắc sử dụng phụ gia thực phẩm. Tổ chức cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Hà Nội không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới. Đây là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ đô với tất cả các nhà trường ở tất cả các cấp học nhân chuẩn bị khai giảng năm học mới. Theo đó, các nhà trường không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, chỉ cần mặc sạch sẽ, gọn gàng, khuyến khích tiết kiệm và tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý, đồng phục nhà trường phải thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp lứa tuổi học sinh và văn hóa của địa phương, được hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 8 tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga diễn ra hội nghị giao thông quốc tế với sự tham gia của hơn 60 đại biểu là các bộ trưởng, thị trưởng và những người đứng đầu các công ty vận tải từ 20 thành phố lớn của 15 quốc gia trên thế giới. Hội nghị là nơi để các nước chia sẻ kinh nghiệm và những thành công trong việc xử lý các vấn đề giao thông ở các siêu đô thị. Tại hội nghị, đại diện thành phố Moscow đã giới thiệu về lịch sử phát triển và thành tựu nổi bật nhất của thành phố trong giao thông vận tải. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các thủ đô bao gồm Moscow của Nga, Bắc Kinh của Trung Quốc và Manila của Philippines đã ký kết tuyên bố chung tham gia dự án dữ liệu giao thông đô thị, một nền tảng phân tích quốc tế nhằm xác định các xu hướng phát triển của ngành vận tải. Sau 55 năm, cuộc đua lên mặt trăng đã nóng lên trở lại với sự tham gia của cả Trung Quốc và Ấn Độ bên cạnh hai cường quốc Nga và Mỹ. Theo các chuyên gia, nếu như cuộc chạy đua lên mặt trăng giữa Mỹ và Liên Xô cách đây hơn chục năm là để chứng tỏ sự ưu việt của mô hình nhà nước, thì mục đích của cuộc đua hiện tại là vì các kho báu vô giá ở trên mặt trăng. Một trong những tài nguyên quan trọng nhất là nước, cùng với đó là lượng khoáng sản khổng lồ trong lòng mặt trăng, đất hiếm, khí hiếm, heliba. Khi lượng tài nguyên thiên nhiên trên trái đất ngày càng cạn kiệt, không có gì khó hiểu khi các cường quốc chạy đua để thám hiểm lục địa thứ 7 của trái đất, nơi duy nhất sở hữu nguồn tài nguyên chưa bị chinh phục và khai thác. Giá lương thực và nhiên liệu tăng vọt cùng đại dịch COVID-19 đã đẩy thêm gần 70 triệu người tại khu vực châu Á đang phát triển vào tình trạng nghèo đói cùng cực trong năm ngoái. Đây là con số được Ngân hàng Phát triển châu Á ADB đưa ra trong báo cáo công bố mới đây. Báo cáo ước tính có khoảng 155,2 triệu người, tương đương 3,9% dân số tại 46 nền kinh tế đang phát triển, thành viên của ADB, đang sống trong cảnh nghèo cùng cực vào năm ngoái.
ADB định nghĩa tình trạng nghèo cùng cực là sống với mức thu nhập dưới 2,15 đô la Mỹ một ngày dựa trên mức giá năm 2017 đã điều chỉnh theo lạm phát. Chuyên gia của ADB cũng chỉ ra rằng châu Á và Thái Bình Dương đang dần phục hồi sau đại dịch, nhưng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt gia tăng đang làm suy yếu tiến trình xóa đói giảm nghèo. Số lượt hành khách đi lại qua sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel trong tháng 8 sẽ phá vỡ kỷ lục của các năm trước, ước tính đạt trên 2,8 triệu lượt. Trong các tuần vừa qua, trung bình mỗi ngày sân bay này tiếp nhận khoảng 600 chuyến bay với 100.000 lượt hành khách, tăng 24% so với cùng kỳ các năm trước. Sân bay đã áp dụng nhiều biện pháp rút ngắn thời gian làm thủ tục, đặc biệt tập trung vào các khâu đăng ký chuyến bay, vận chuyển hành lý, kiểm tra an ninh. Ước tính các hành khách áp dụng hình thức đăng ký điện tử đã rút ngắn tổng thời gian làm thủ tục xuống còn trung bình 17 phút một lượt. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại qua sân bay ở Israel đã tăng lên mức kỷ lục, Bộ Giao thông Israel đã nỗ lực để nâng cao sức cạnh tranh trong ngành, giới thiệu các hãng hàng không mới và mở các điểm đến mới cho du khách Israel. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.